Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa bàn thị xã Mỹ Hào với tổng chiều dài gần 5 km được khởi công cuối tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn đang vướng nút thắt giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận phường Nhân Hòa. Gia đình ông Đào Xuân Khuyến ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa có 140m² diện tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Khi được tuyên truyền vận động, gia đình ông Khuyến rất đồng thuận với chủ trương mở đường giao thông. Tuy nhiên, ông còn băn khoăn về việc bố trí khu tái định cư sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án. Gia đình chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ về cái dự án này thôi. Chúng tôi đang sinh hoạt như thế này, bây giờ chuyển đi nơi khác thì cũng đề nghị là chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền làm thế nào tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi có nhà. Trước hết là có như phải có nơi ăn chốn ở. Cái thứ hai nữa, phương án mà bồi thường tái định cư như thế nào để cho chúng tôi biết và chúng tôi nắm được. Đây không chỉ là mong muốn của ông Khuyến mà còn là nguyện vọng của nhiều hộ dân ở đây. Hiện tại của chúng tôi đất và mặt đường rất đẹp. Thế bây giờ sau khi mà nhà nước thu hồi để làm đường thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Thế nhưng mà bây giờ phải đề nghị chính quyền là bồi hoàn đất chúng tôi phải tương đồng với cái đất hiện tại của chúng tôi đang có. Bây giờ cũng chưa biết là ý định nào của chính quyền là bồi thường với chúng tôi chỗ nào. Hiện tại là chúng tôi chưa biết. Nhưng mà ít nhất là phải bồi thường cho chúng tôi vào cái chỗ là tương đồng với cái đất của chúng tôi. Hoặc hơn, khi có đất tái định cư là chúng tôi sẵn sàng bàn giao đất. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Dự án qua phường Nhân Hòa dài 3,5 km với 179 hộ dân có đất cần thu hồi, giải phóng mặt bằng. Trong đó, 163 hộ có đất nông nghiệp đã bàn giao mặt bằng và nhận tiền hỗ trợ đền bù. Còn 16 hộ dân có đất thổ cư cần phải bố trí tái định cư. Để giải quyết vấn đề này, thị xã Mỹ Hào đã quy hoạch và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận vị trí tái định cư rộng 11.000m² tại tổ dân phố An Tháp, ngay cạnh vị trí dự án đi qua. Đây là vấn đề mà phường Nhân Hòa đang tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện tại thì phường đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực tái định cư cho 16 hộ này. Trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để sớm hoàn thành 100% cái số hộ có đất nông nghiệp nằm trong khu tái định cư của 16 hộ có đất ở của tuyến đường này. Đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài là tuyến đường huyết mạch đi qua nhiều cụm công nghiệp của địa phương. Việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường này có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ thì khâu giải phóng mặt bằng là cốt yếu. Do đó, địa phương cần thực hiện tốt dân vận khéo, có những giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân di rời thì mới kịp tiến độ dự án. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chủ đề hành động của năm 2023, kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt giải phóng mặt bằng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tiến hành cưỡng chế 5 hộ dân thuộc địa bàn phường Minh Đức đã cố tình không bàn giao đất cho dự án khu công nghiệp Minh Quang. Dự án khu công nghiệp Minh Quang do Công ty Cổ phần VID Hưng Yên làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện từ năm 2018 với quy mô 150 ha, được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 52,8 ha thuộc phường Bạch Sam đã giải phóng mặt bằng xong, được Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Giai đoạn 2 có diện tích gần 81 ha, giai đoạn 3 có diện tích 16,3 ha thuộc đất nông nghiệp của hai phường Bạch Sam, Minh Đức và xã Dương Quang. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của thị xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nên đa số các hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho dự án. Duy chỉ còn 4 hộ dân của tổ dân phố Sài Phi và 1 hộ dân ở tổ dân phố Vân An là không đồng thuận nhận tiền bàn giao khoảng 7.600 m² đất cho dự án. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Ủy ban dân thị xã, thế rồi các cái ban ngành của thị xã là tiến hành tức là đối thoại một lần nữa tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường. Có 4 hộ gia đình thì cũng đã nghe rõ cái vấn đề về cái chủ trương của nhà nước và cũng đã nhận tiền. Thế còn lại 5 hộ nữa thì vẫn chưa thông, thế và cũng chưa nhận tiền. Chính vì vậy thì cũng là cái biện pháp cuối cùng thôi, là Ủy ban Nhân dân thị xã ra cái quyết định cưỡng chế giải tỏa mặt bằng của khu công nghiệp Minh Quang. Việc thị xã Mỹ Hào bắt buộc phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất cho thấy sự quyết tâm của thị xã trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án, tạo sự công bằng trong nhân dân và quyền lợi của chủ đầu tư. Được biết, đây là lần cưỡng chế thu hồi đất thứ hai mà Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức tính từ đầu năm đến nay. Hiện Ủy ban Nhân dân thị xã đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình tự
theo quy định pháp luật. Cần thiết sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất các dự án đang triển khai trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.